Okay. Now you look at picture. Okay, now you look at picture and tell me. Now you match. Now Peter A. Peter A. You met number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now Peter A. You know? Okay, now example. Now Tân, please. Peter A. Tân, please. Five. Fire. And Peter, are you met? Number 8. Okay, now Tuyết Nhi. Cô là 10. Number 10, is it right? Okay, right. Chemicals. Chemicals. Hóa chất. Right? Okay, now Peter B. Peter B. What are they? Peter B. Now Tuyết Nhi, please. Number 6. Number 6, matches. Matches, okay. And Peter C. Peter C. What are they? Dạ Hân, please. Dạ thưa cô là number 2. Number 2, nice. Okay, good. And Peter D. Peter D. Phương Nhi, please. Cô là number 7. Number 7, soft drinks, nước ngọt. Okay, good. And Peter B. E. Peter E. Khánh Ngọc, Khánh Ngọc, please. Cô là number 5. Number 5. Electrical circuit. Electrical circuit. Ổ cắm điện. Right. And Peter F. Viết Thành, please. Number 8. Number 8. Fire. Fire. Okay, good. And Peter G. Peter G. Tân, please. Tân, please. Dạ thưa cô là number 3. Number 3. Is it right, number 3? Number 3. No. Number 4. Bees. Những cái hạt cườm, hạt nhỏ, hạt cườm con nha. Ok, now number H. Number H. Hoàng Phú, Hoàng Phúc, please. Thưa cô là number 9. Number 9, scissors. Okay, good. Number 9, scissors. And Peter E. Peter E. Phúc Tín, please. Dạ thưa cô là number 3. Number 3, drugs. Thuốc tây. Okay, good. And the last one. The last one. Bá Tiến, please. Peter J. Number one. Okay, thank you. Candy. Okay. Now, these are dangerous. These are dangerous things. Đây là những thứ rất là nguy hiểm. Except candy. Maybe sometimes candy is very dangerous. Đây là những thứ rất là nguy hiểm, nhưng mà không phải ngoại trừ kẹo. Kẹo thì đôi khi nó nguy hiểm thôi. Đúng là nếu như em bé nhỏ xíu mà nuốt chửng cái cục kẹo thì cũng rất là nguy hiểm. Đúng nào. Còn nếu em bé mà biết cách ăn thì không sao, nhưng em bé nhỏ mà ăn cục kẹo mà mình nuốt nó mắc cổ thì cũng rất là nguy hiểm. Và đây là những cái thứ rất là nguy hiểm đối với trẻ con. Rồi chúng ta xem tiếp nha. Ok, now where is it? Where is it? Đây là đâu? Tín, please. Thưa cô, in the kitchen. It's a kitchen. Kitchen. Okay. Now, is it dangerous when children play in the kitchen like this? Có nguy hiểm không khi mà trẻ con chơi trong nhà bếp như thế này?
Is it dangerous? Yes or no? Yes or no? Khánh Hằng, please. Khánh Hằng. Yes, it is. Ah, yes, it's very dangerous. Rất là nguy hiểm, phải không nào? Why? Why? Tại sao lại nguy hiểm? What should we do to keep safe in the home? Vậy thì chúng ta làm gì để giữ an toàn? Chúng ta làm nên làm cái điều gì để giữ giữ cho cái việc những đứa trẻ này chơi trong nhà hay chơi trong nhà bếp một cách an toàn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 3. Ok, unit 3, at home. 3. Now, new words. Safety precaution in the home. Cảnh báo an toàn trong gia đình. Safety, 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 an toàn. Safety is a noun. Safe is an adjective. Precaution, 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 cảnh báo. Chemical, 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 hóa chất. We learn about chemicals in chemistry. Locked, locked, lock. Lock is a verb and is a noun. Cái từ locked là tính từ, được khóa. Lock, danh từ nó có nghĩa là ổ khóa. Và lock, động từ nó có nghĩa là khóa. Okay, this is a lock. This is a lock. You must put all chemicals and drugs in locked cupboards. Bạn phải bỏ hóa chất và thuốc ở trong tủ khóa lại. Tủ được khóa. Locked cupboard. Okay, you have to make sure children do not play with matches. You have to make sure children do not play with matches. Bạn phải chắc chắn là trẻ con không được chơi với que diêm. Chúng ta có cái từ make sure, chắc chắn. Destroy, destroy, destroy. A fire destroy homes. Fire destroy homes and injures children. Destruction is a noun. Destruction is a noun. Injure, injure, injure. Okay, now you look at this. The children was injured. Injured. Đứa trẻ này đã bị thương. Cause, cause. It only takes one match to cause a fire. Chỉ có một que diêm thôi cũng gây ra đám cháy. Chỉ cần có một que diêm thôi. Okay, now you look at this. Look at pictures. Wow, it's very dangerous. This is an electrical socket. Electrical socket. Ổ cắm điện. Electricity. Electricity is a noun. Electrical is an adjective. Socket. Socket. Cover. Okay, you look at this. Cover. Cover here. We can cover the sockets if we don't use them. Okay, cover here. Cover. Cover là che đậy. Drug, the same meaning, medicine. Medicine. Okay, now you repeat after me. Safety, safety, safe, precaution,
precaution, chemical, chemical, locked, locked, lock, make sure, destroy, destruction, injure, injure, injured, caused, cause, electrical, electricity, socket, socket, cover, cover, drug, medicine, medicine. Ok. Now this is stress. Đây là những âm nhấn ha. Okay, now you look at this. This is Missy Quinn. This is Missy Quinn. Missy Quinn is at the local community center. Bà Quinn đang ở trung tâm cộng đồng ở địa phương. Now she is reading one of the posters on the wall. She is reading one of the posters on the wall. Bà ấy đang đọc một trong những cái tờ áp phích ở trên tường. Okay. Now you look at this and you read in the silence. Now you read the passage in the silence again and you choose true or false. Safety precaution in the home. Now statements. A. It is safe to leave medicine around the house. B. Drugs can look like candy. C. A kitchen is a suitable place to play. D. Playing with one match cannot start a fire. E. Putting a knife into a electrical socket is dangerous. F. Young children do not understand that many household objects are dangerous. Okay, now you read sentence A and tell me the sentence is true or false. Bây giờ các con đọc câu A lên nói cho cô biết câu này là đúng hay sai. True or false? Yahan, please. Để tôi coi là it is safe to leave the medicine around the house. Để tôi coi là sai. False. You choose false. Okay, the sentence is false. It is safe to leave medicine around the house. The sentence is false. And safe or not? An toàn hay không an toàn con? It's dangerous. It's not safe. Okay, it is safe to leave medicine in locked cupboard. In locked cupboard. Okay, now sentence B, true or false? Ba Tiến, please. Dạ thưa cô là true. True. Okay, good. True. And sentence C. A kitchen is a suitable place to play. A kitchen is a suitable place to play. Tuyết Nhi, please. Cô là false. False. Now you correct. Correct. Cô là đổi từ suitable thành dangerous. A kitchen is a dangerous. Suitable is not suitable. You change into dangerous. Dangerous place to play. Okay. And sentence D. Playing with one match cannot start a fire. True or false? True or false? Tín, please. Tín, please. Dạ, thưa cô là false.
false. Now you correct. Correct. Tín ơi, con sửa đi nào. Ok, now Tuyết Nhi, please. Cô là playing with one make can start a fight. Ok, cannot, you change cannot into can. Right. Chơi với một que diêm có thể bắt đầu một đám cháy. Ok, now sentence E. Putting a knife into an electrical socket is dangerous. True or false? Kim Hồng, please. Dạ thưa cô là true. True. Okay, good. Now the last one. Young children do not understand that many household objects are dangerous. True or false? True or false? Phương Nhi, please. Thưa cô là true. True. Okay. True. Thank you. Okay, now number two. Now answer the questions. Answer the question. Now you look at this. You may question why. Why must we put our chemicals and drugs in our cupboard? And you may question why and you answer because. Because. Okay, because children often try to eat and drink them. Tại sao chúng ta phải bỏ hóa chất và thuốc ở trong tủ khóa lại? Bởi vì là trẻ con thường cố gắng ăn và uống chúng. It's very dangerous. Dangerous, okay? Now next. Sentence B. Why mustn't we let children play in the kitchen? Okay, now who answer? Who answer? Why mustn't we let children play in the kitchen? Khánh Hằng, please. Because kitchen is a dangerous place. Ah, because kitchen is a dangerous place. Place. Okay. Because the kitchen is a dangerous place to play. Right. Okay, now question C. Why mustn't children play with matches? Why mustn't children play with matches? Tại sao trẻ con không được phép chơi với que diêm? Who answer? Hồng, please. Because children can fall. Because what? Because matches can start a fire. Ah, a fire. Okay, now another answer. Because matches can start a fire. Ah, bởi vì những que diêm này có thể bắt đầu bằng một đám cháy, bắt đầu cho một đám cháy. Như vậy rất là nguy hiểm, nên là không nên để trẻ con chơi với que diêm. Okay, now sentence D. Why must we cover electrical sockets? Why? Why must we cover electrical socket? Tuyết Nhi, please. Because children can put something in electrical socket. And electrical can kill them. Okay. Ah, you look at this. You look at this. Ah, because children can put something into electrical socket. Bởi vì trẻ con có thể bỏ bất cứ một cái gì, bỏ cái gì đó vào trong ổ cắm điện. It's very dangerous. Now the last one. Why? Why must we have to put our dangerous object out of children's reach? Tại sao chúng ta phải bỏ tất cả những đồ vật nguy hiểm ra khỏi tầm với của trẻ em? Why? Why?
Phương Nhi, please. Cô là because they can interrupt and even kill children. Ah, wow, it's terrible. Because they can injure or kill children. Because they can injure or kill children. Right, bởi vì chúng có thể làm cho trẻ con bị thương hoặc là có thể giết chết trẻ con luôn. Rất là nguy hiểm. Okay, now homework. Now you learn vocabulary and you write the answer and repair right. Okay, now goodbye class. Goodbye teacher.